Dạ, xin chào bà con đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con luôn sát cánh, luôn ủng hộ cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Tiếp tục còn móc lại lên một siêu phẩm nữa và giá cực kỳ rẻ nha cô chú anh chị. 16 17 tấn mà be nè. Cô chú anh chị mình thấy không? Bóng lưỡng luôn. Mời cô chú anh chị mình coi giá cực rẻ ngày hôm nay. Động cơ Yang Ma 3 thủy. Đồ inox không à. Be đã lắm nha. Dạ, hôm nay em giới thiệu cho bà con mình một bé ghe tầm khoảng 16-17 tấn nha cô chú anh chị. Ghe thì chất lượng cực kỳ luôn. Em đã khảo sát qua bên ngoài rồi. Ở bên trong thì anh Đạt đang coi ha. Kích thước của bé này ở bên trên á, tại vì hai cái be gió nó hơi ốp vô cô chú anh chị, là 2m8. Phụ bì luôn có thể là em nó 3m, dài 12m5. Đi Yang Ma 3 thủy, tiếp lắp inox trên dịch thao 7 tấc 2. Mê thì mê nhôm nha cô chú anh chị. Ghe xuất sắc lắm bà con. Đảm bảo cam kết luôn. Hôm nay lên chiếc này nhiều cô chú anh chị mình lựa chọn được. Và tốc độ luôn. Ghe hiện tại đang nằm ở bến đò Tân Trung, Cồn Móc, Bến Tre. Cô chú anh chị mình mà thấy thích á, vừa mắt cô chú anh chị mình alo trực tiếp cho anh chủ giùm em. Kênh mình từ xưa giờ mua bán không cò lái nha, gặp trực tiếp chủ mình quất thôi cô chú anh chị. Dáng ghe đẹp. Cho bà con mình coi phần cây nè. Đi hai bên nha, rồi mình vô chi tiết. Để anh Đạt anh nghía nghía dưới cây. Anh nên xuống dưới anh thấy cây cối giờ anh đi không được luôn kìa. Cực kỳ xuất sắc. Cái mặt lá bè dành bè gió của chú anh chị mình thấy không? Cái bè dành ít nhất là cũng tầm khoảng 3 phần mấy 4 phần chứ không ít đâu. Nó dày dữ lắm cô chú anh chị. Nó cộm ra phía bên ngoài luôn á. Bè gió ở trên thì vậy cui chạp bá lửa luôn. Mặt lá ít gì ít cũng tầm khoảng 4 tấc nha bà con. Có ốp gô, ốp ga đầy đủ hết. Mì nhôm. Cây bè bà con mình thấy bóng giận luôn. Và có một cái vị trí em rất là tâm huyết của trên cái con ghe 16-17 tấn này cô chú anh chị. Có một cái mùi chính nè. Một cái mùi mát. Vị trí tâm huyết nằm đây nè. Không có giỡn nha, không có giỡn nha bé. Đây bà con, anh chủ ghe rất kỹ, ngay tại vị trí cuối đuôi nè. Ở đây là anh ốp sắt luôn cô chú anh chị, ngay hai cái góc vuông này là ốp sắt luôn, hai bên luôn nha. Ở dưới là ôm sắt la luôn nha cô chú anh chị, ngay anh Đạt đứng nè. Đi nóc hết, nè bà con. Con ghe này mà cô chú anh chị mình không lựa chọn được thì em cũng không biết mình lựa chọn cái gì nữa tiếp theo. Ghe rất chất lượng nha. Lái inox hết nè cô chú anh chị. Lấy về mình đi làm liền nha cô chú anh chị. Đây, lúa nè, bông nè, cám nè. Nhà mình tải hàng nè, làm ghe nhà ở nè. Con này làm ghe câu thì xuất sắc rồi. Rộng thênh thang thành thàng luôn mà cây cối quá chất lượng cô chú anh chị. Mới tin. Đẹp quá trời luôn cô chú anh chị, anh rửa rê ghe hàng ngày luôn vậy á. Coi nè. Sạch lắm. Quá đã bà con. Đường đê em nhìn nó bên ngoài em phê rồi đó. Giờ còn bên trong nữa thôi. Mặt lã 4 tấc có cô chú anh chị, bự lắm. Qua phía bên kia cái nhà cô chú anh chị nha. Đã bắt đầu vô chi tiết công đà. Ngang 3m. 2m8 tới 3m. Dài 12m5. Dáng ghe đẹp. Tân Trung Cồn Móc nha bà con. Số điện thoại em gửi cho cô chú anh chị mình. Đã thiệt chứ. Rồi, qua kia bà con ơi. Dạ đây là chi tiết phía bên còn lại nha cô chú anh chị. Thì con này cái anh chủ anh chạy á, anh xài toàn là đồ inox không cô chú anh chị ơi. Cánh 72. Nguyên cái đầu cục thau con ốc cuối cùng của chú anh chị mình thấy không? Nhìn đá mắt luôn của chú anh chị. Tiếp lắp inox. Cánh 72 thau. Máy thì nghe anh Đạt anh vô anh khảo sát bên trong là máy Yang Ma 3. Bây giờ em đi trước cái phía bên ngoài cái rồi mình vô trong nha cô chú anh chị. Kích thước bé này ở trên nó thì 2m8 mà phủ bì thì nó tầm khoảng 3m của chú anh chị, chiều ngang. Chiều dài là 12m5. Con này nó rơi vào cũng tầm khoảng 16-17 tấn nha cô chú anh chị. Và cái giá em báo chắc cú luôn, nhiều cô chú anh chị mình bất ngờ rất là rẻ với cái tình trạng cây cối như vậy. Mới tin luôn. Đẹp lắm bà con. Nè. Anh Đạt ơi, đo em cái mặt bé gió này cái anh Đạt. Nè cho bà con mình coi nè. Mặt bé gió cực kỳ đẹp luôn. Còn cái mặt này ít nhất cũng tầm khoảng 4 tấc mấy 5 tấc chứ mít. 4 tấc. Tiếp vía thì chứ. Đây nha cô chú anh chị. Ghe đại chất luôn. Dạ bà con mình thấy thích vừa cái công việc làm ăn á. Alo trực tiếp cho anh chủ. Bến đò Tân Trung nha cô chú anh chị, Cồn Móc. Để anh đón bà con mình. Đến đây coi ghe mì nhôm nha. Công đà bé bọng đồ đẹp quá mà bây giờ chưa vô được. Để bây giờ mình quay tổng cái hai bên cái rồi mình vô nha bà con.
Vòng vòng đây có ai bán ghe chợ liên hệ cho em đi quay chia sẻ những con ghe đẹp cho tín đồ đam mê ghe đẹp giá rẻ của Tâm Vlog như cô chú anh chị. Cảm ơn bà con. Mặt mũi nè. Ghe này đẹp lắm. Đảm bảo nhiều cô chú anh chị mình sẽ lựa chọn được bé này. Và giá hiện tại bây giờ anh chủ anh đang kêu là 42 triệu. Dạ coi ghe trực tiếp. Có thương lượng cho cô chú anh chị mình. Gửi ít tiền dầu về nha. Ngang tầm khoảng 3 thước. Dài 12m5. Động cơ thủy nha cô chú anh chị. Tiếp lắp inox, dung dịch 72 thao. Mui thì có hai cái, và một mui chính và một cái mui mát ở trên. Rồi mời cô chú anh chị vô bên trong với em. Mời bà con. Ghe chất lượng nha. Giá ghẻ. Ủa con này có giấy không anh? Không có. Ok. Xuất sắc chưa? Vô bà con. Và tổng dáng bên trên nè bà con. Con ghe này giờ em cũng không biết em giới thiệu thêm cho cô chú anh chị mình cái gì nữa. Nó phơi bày trước mắt hết à. Đẹp quá. Thôi, vô chi tiết bên trong luôn bà con ơi. Quá sướng mắt rồi. Dở hầm mũi một cái coi. Dở, dở, dở mẹ em lên cái anh bao. Thôi nó hít không anh. Rồi, hít rồi. Rồi, hít rồi. Tướng, hít cứng nhắc rồi. Không, chui luôn bà con ơi. Tướng gầm gầm, bức bức hồi, bức luôn, xương sống nó chết luôn. Bê sườn á. Vô. Rồi, chui nha bà con. Chui vô hầm. Bà con xuất sắc, ghe đại chất luôn á, 42 triệu thôi, quá đã. Đây là hầm mũi nha. Nè, công đà tiếp theo của bè nè, em quay từng cái nách cây luôn cho cô chú anh chị mình. Nhà vừa mắc thì gọi liền nha cô chú anh chị nha. Số em đọc liền cho bà con mình. Ngay cái công việc làm ăn của mình thì alo thôi. Con này làm ăn là mau thu hồi vốn cực kỳ. Giá rất là rẻ. Và được cái con ghe chất lượng nha. Em thích vậy nè cô chú anh chị. Đi quay ghe mà giá rẻ mà công be nó đẹp cỡ này là thôi. Mê lắm. Ở đâu cũng chạy hết á. Dàn be sướng ghê ta. Công đà nhiêu anh Đạt? Công đà nhiêu anh? Ốp gà. Ốp gà 630. Chọc ngay bừng mui. Dạ lên thẳng tới mũi. Cho em coi công đà cái. 11 phân. 5 phân. 11 5. Ốp gà thì ở đây có hai đôi nha cô chú anh chị. Hai đôi hông và một đôi hông và một đôi dưới nè. Cút bù lon hết nha. Sướng lắm. Lượng bổng này có chú anh chị. Cực kỳ luôn. Quá đẹp. Ghe này ở đây cô chú anh chị mình xuống coi trực tiếp. Em đảm bảo cô chú anh chị mình. Nó phê hơn coi trên clip nhiều lắm bà con ơi. Có một phần mui. Máy này giăng ma gì anh? Ba này ba gì không biết luôn. Tại vì cái đời mấy cái đời này thì em không rành nha cô chú anh chị. 30 trơn. Bà con mình dạ rành cái này thì bà con mình vô coi giùm em. Dạ comment bên dưới, sẵn em có kinh nghiệm luôn. Cảm ơn bà con mình. Nhân mà thủy ba máy. Hộp số dầu luôn hả? À, hộp số theo máy luôn. Tiếp lắp inox. Như nãy cô chú anh chị mình thấy nha. Dạ đây là hầm máy nè. Cây cối thì xuất sắc tới từng chi tiết luôn rồi cô chú anh chị ơi. Bơm nước theo máy. Bô đây. Chất lượng. Mui thì bằng gỗ nha. Lên trên mui thoải mái cô chú anh chị. Vô tư. Thùng dầu. Anh ơi nổ máy giùm em cái đường anh. Nổ máy luôn đi anh. Nữa hả? Anh báo báo lại tiếp tục khởi hiện nữa. Một màn thể hiện của anh Ba Báo. Nhưng mà ba nha cô chú anh chị. Máy này là thủy động cơ. Còn cái đời của nó thì em không biết. Tại vì nhà mình bán máy giờ không mà. Cho nên kinh nghiệm của em thì không có tới mấy cái máy này. Không gành. Xả dây bơm nước luôn anh. Hay quá anh ba ơi. Anh ba lại đồ của lòng em.
rồi cây bô nó bị tét gòn, cây bô nó bị tét gòn, nó bị xì ngay góc này. Ra ngoài coi tình hình để em coi cái hơi máy rồi còn bốc không, dễ nổ lắm, nhẹ nổ nha, quay phát là chạy ra ngoài vô ra nẹt luôn. Ok, tắt luôn. Nhẹ nổ nha cô chú anh chị. Anh Đạt anh vô anh quay một phát một nổ liền luôn bà con. Ghe hiện tại vẫn còn đang đi dừa bình thường nha bà con. Cô chú anh chị mình mua về làm ăn, chở đồ, chở dừa, chở cám, làm ghe nhà ở rồi đó. Cô chú anh chị mình liên hệ giá rẻ lắm, chỉ có 42 triệu thôi. Ngang là phủ bì 3 mét có đó. Dài 12 mét 5, 17 tấn nha. Cuối cùng là vàng đuôi em gửi tới cô chú anh chị mình để kết thúc cái clip này. Dán sạp cột bánh lái inox luôn. Hồi đất ơi, anh chủ ghe này anh chơi đồ inox không trời, không tán inox luôn. Nhà dưới inox, nhà dưới inox hả? Rồi bà con mình thấy vừa mắt và thấy thích bé này liên hệ trực tiếp cho anh chủ nha, bến đò Tân Trung Cồn Ốc Bến Tre. Dạ, giá bé này là 42 triệu, máy ba thủy có sẵn hộp số luôn. Hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ga máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Lấy cần số năm nay. Rồi. Quá đã rồi. Bye bye bà con. Ghê chất lắm.